Thưa quý vị và các bạn, xe ben chở vật liệu xây dựng là nỗi ám ảnh của nhiều người. Trên quốc lộ 27, nhiều lái xe phóng nhanh vượt ẩu gây ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm, trở thành nỗi bất an của người dân khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Kinh doanh quán nước giải khát dọc tuyến quốc lộ 27. Mỗi khi nghe tiếng động cơ và tiếng còi xe ben, ông Kiều Công Lộc luôn giật mình bởi ông đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông do xe ben gây ra. Tôi chứng kiến đôi khi những tài xế xe chở cát tranh nhau chạy, thậm chí là muốn leo lên cái con lương luôn. Tại nhà tôi trước đường mà. Cái đó là nói chung là bây giờ chúng tôi là rất là bức xúc. Vừa rồi cũng xảy ra hai vụ tai nạn giao thông rất là cái thương tâm. Một là em bé lớp 8, hai nữa là cái cô giáo, mà cũng toàn bộ là cái xe chở cát. Không riêng ông Lộc, người dân ở huyện Ninh Sơn coi xe ben là hung thần, khiến họ luôn nơm nớp lo âu mỗi khi gặp phải. Qua phản ánh của người dân, phóng viên thời sự đã di chuyển trên tuyến quốc lộ 27 trong khoảng thời gian 1 giờ, từ 12 giờ đến 13 giờ ngày 16 tháng 2, và ghi nhận trên 30 lượt xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến. Trong đó có trường hợp hai xe ben đua nhau và tránh vượt sai quy định. Có nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng nhưng không che chắn hoặc che chắn không cẩn thận, làm rơi vãi vật liệu xuống đường. Mặc dù các cái ngành chức năng đã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, nhưng các cái xe này thường là chạy ở các cái giờ mà các lực lượng không có mặt để tuần tra, cho nên xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Đối với chính quyền địa phương chúng tôi là mong muốn đó là ngoài cái việc phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường tuần tra kiểm tra, thì phải xử lý nghiêm những trường hợp mà vi phạm. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, qua 3 tháng triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 27, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý 611 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 43 xe ben chở quá tải. Lực lượng chức năng cũng đã ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này, làm tử vong tại chỗ 2 người. Còn có một số tài xế xe ben vì áp lực tiến độ thi công nên cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như phóng nhanh vượt ẩu và đi không đúng làn đường phần đường quy định, chuyển hướng không có tín hiệu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức tiến hành tuyên truyền và cho các doanh nghiệp, các tài xế điều khiển phương tiện xe tải ký cam kết, và đồng thời chúng tôi sẽ tổ chức những ca tuần tra khép kín 24/24 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình gia tăng số lượng xe ben và số vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này, các lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và lái xe cần tự giác chấp hành pháp luật nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trả lại bình yên cho tuyến quốc lộ 27.